Nhận rõ Pháp đang tập trung lực lượng biến Điện Biên Phủ thành pháo đài mạnh nhằm đè bẹp bộ đội chủ lực ta. Tháng 12 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến, chiến lược. Hạ quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm này với phương châm đánh chắc thắng. Tướng quân tại ngoại cho chủ toàn quyền, ban nhất trí phương cứ làm. Rồi lúc ra về thì bạn nói thêm một câu là trận này nhất định đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh. Các đồng chí, chiến dịch này là một chiến dịch to lớn từ xưa đến nay trong lịch sử chiến tranh giải phóng của nước ta, trong lịch sử chiến đấu của quân đội nhân dân chúng ta. Chiến dịch này nhằm đánh bại kế hoạch quân sự của Nava, đưa chúng vào một tình thế khủng hoảng lâu dài, giữ vững quyền chủ động của quân ta, tạo nhiều thắng lợi mới của quân ta từ đây về sau trên các chiến trường toàn quốc. Ngày 14 tháng 1 năm 1954, tại hang Thẩm Cúa, sở chỉ huy đầu tiên của Bộ Chỉ huy Chiến dịch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng tập thể lãnh đạo chỉ huy xác định, để giành thế chủ động, ta dự kiến phương châm tác chiến đánh nhanh, giải quyết nhanh, tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trong 3 đêm 2 ngày. Tuy nhiên, ta có thể gặp bất lợi lớn do chưa có kinh nghiệm đánh tập đoàn cứ điểm liên hoàn phòng ngự vững chắc. Sau 11 ngày đêm trăn trở, đánh giá lực lượng giữa ta và địch, sáng 26 tháng 1 năm 1954, Đại tướng đã cùng tập thể Đảng ủy chiến dịch quyết định thay đổi phương châm tác chiến sang đánh chắc, tiến chắc. Phương châm này đã được Bộ Chính trị đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh nhất trí, cho đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Đến phút cuối cùng, tướng Giáp đã suy nghĩ và thay đổi chiến lược. Ông luôn cho rằng đó là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời ông. Việc rời ngày tấn công của Bộ Chỉ huy Chiến dịch của Quân đội Nhân dân Việt Nam càng củng cố niềm tin chiến thắng của quân đội Pháp. Một tài liệu tại kho lưu trữ quốc phòng Pháp cho biết, sau khi nhận được tin tình báo Việt Minh sẽ rời ngày tấn công, De Cát đã cho in 150.000 truyền đơn bằng tiếng Việt với nội dung đầy tự tin, kiêu ngạo, khiêu chiến tướng Giáp. Kính gửi Đại tướng Võ Nguyên Giáp, để đọ tài cùng mấy tiểu đoàn của tôi đóng tại Điện Biên Phủ, Đại tướng đã tập trung 4 đại đoàn tinh nhuệ nhất với một số võ khí hùng hậu. Thế mà đến hôm nay vẫn chưa thấy Đại tướng cho lâm trận. Đại tướng coi trận này là trận quyết định cuộc chiến tranh giữa hai phe chúng ta. Đại tướng không tin chắc sẽ thắng trận chăng? Đại tướng đã hứa, Đại tướng nên giữ lời hứa. Đại tướng vẫn hằng hô hào quân sĩ tin tưởng vào Đại tướng. Vậy đừng nên để họ phải thất vọng. Mời Đại tướng cứ đến, tôi chờ Đại tướng. Trước lời thách thức từ phía Pháp, quân và dân Việt Nam vẫn dồn toàn lực chuẩn bị kỹ cho chiến dịch. Tại hội nghị cán bộ chiến dịch ngày 22 tháng 2 năm 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kết luận: vì sao phải đánh chắc, tiến chắc? Trước đây, khi địch còn tương đối sơ hở thì còn có thể đặt vấn đề đánh nhanh. Nhưng với tình hình địch hiện nay thì chỉ có đánh chắc, tiến chắc mới giành thắng lợi. Đánh nhanh thì không những không chắc thắng mà lại hóa chậm hơn. Đánh chắc, tiến chắc thì có lợi như thế nào? Một là đánh từng bước thì bảo đảm chắc thắng. Hai là ta giữ chủ động. Ba là ta quét sâu nhược điểm lớn nhất của địch là vấn đề tiếp tế vận tải. Bốn là hợp với trình độ bộ đội. Vì vậy, để đánh thắng trận này, chỉ có thể có một phương châm là đánh chắc, tiến chắc.